Chú quay phỏng vấn ở đây thì thoải mái chú ạ. Cái này nó lại bọn Tây nó xem như nên nói tiếng Việt nó không hiểu. Bọn này không phải mình xem, bọn Tây xem. Bốc nhân trần, không bốc nhân trần, thằng lấy 5 tấn trần nó bỏ anh quay cho em video để em thử về thông tin. Chỉ phải từ cái hàng dễ chứ ạ. Vâng. Có con kho chứ mà phải từ cái hàng dễ. Con hàng nó như có nhìn kho cái nếu mà nhiều lấy. Ngay giờ cái kia. Mình cái tổ chức kho chưa có linh nghiệm thế. Vâng. Dân nó chỉ kho cho em là anh ấy kho cho em chở mẹ đi. Cái đầu tiên đi buôn nó bánh kho cho chở mẹ tông kho to nhiều hàng này. Đó là chỗ chứ ạ. Đó là cao cấp.